Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình có một nhân vật đặc biệt muốn giới thiệu cho các bạn. Hello. Xin chào đây. So this is a ship hill located in Suối Ngại, Bà Rịa Vũng Tàu. This is a few place in Vietnam that has a block of ship for you to meet. So this pack of ship, you can see them and touch them. They are very friendly, very cute, and they look so innocent. These ship are owned by the owner of this place. Of course, let me show you the video around this place, man. I don't have anything to say, so enjoy. And this place is free, so if you have time, you can visit here. It's very interesting experience to have. Con mới đẻ luôn. It's a miracle. Mấy cụ mắc cười quá. Mèo gà thử con cụ đi. Mỉm xem à. Đừng bắt nó mấy đứa ơi. Nó muốn sữa, đừng bắt nó. Con cừu đen, cừu nâu, shiny, cừu đặc biệt. Đi quay coi. Thèm ăn quá. Mới để xuống. Rồi rồi, thấy. Đây, để tụi bay làm ăn quá. Hết rồi. Gì đó kìa. Trời ơi. Trời ơi mẹ. Hết rồi. Vậy tao có đâu ăn. Hết rồi. Gỡ đi đó sao mày không nè, không cụ không ăn. Mới thấy con mới ỉa vậy. Vậy bình thường thôi, gì đâu. Không ăn đâu. Ừ. Làm gì ba? Đừng. Đừng cho nó ăn nhiều quá ba ơi. Đâu có làm sao đâu, hỏi ta rồi. Ra nó được à? Gọi nó hết đi luôn. Hết đi luôn rồi. Tao hỏi tao có mày. Mày bỏ ra đi là nó mà gà đứng kẹt chổng luôn à. Hỏi người ta nói ăn được. Ăn đi.
trời ơi, trời ơi. Chứ yeah. Nó mệt, nó ngủ rồi. Sắp rồi phải không? The game. Juicy game. Ê, thì con mẹ đi thôi. Thì phải mẹ con đi. Hả? Mẹ con má rồi. Con mới đẹp đó, đang ở trong rừng. Con mới đẹp. Có nhiều con nó nhắm mắt mà nó ngủ rồi mới vẫn còn nhai á mày. Although there are very cute sheep in here, but there are many horses in here too, and the horses are very dangerous. So if you had your children to go in here, be careful and watch out for your kids. Because when I'm visit here, there's a kid that almost got kicked by the horse. So yeah, please be careful by the wild horses. So thank you for watching my video. Took a long time to watch, so I hope you enjoy it and see you for another video, okay? Bye bye and good luck.